17 phút xe mình đến chỗ. Nó cũng có ngày tức là nó có xe sớm hơn à? Tức là kiểu 5 giờ nó mới xuất bến. Và cái xe này nó từ từ bên chợ cái gì chỗ đi qua nhà cậu, bên chợ Phước Long hay chợ gì đấy, nó xuất bến. Xuống lên thì ở chợ Bến Thành nó chạy sang cũng vậy, cũng cứ đến cái chỗ mình đến là hai xe này gần gần gặp nhau. Nên mình kiếm sớm nhất. May không đông đâu, như là thứ hai là đông chặt kín xe toàn đứng. Đứng từ đây ra mình kiếm. Nay thứ bảy chủ nhật không đông là muốn mẹ bán vé số ấy, xíu nghĩ thằng đi bảo vệ ở ra nghỉ. Không, cứ một nhiều chuyện có chờ quá giờ chưa mà bỏ chờ. Không, cây số luôn. Mày không biết là tao nhìn đồng hồ cứ 5 phút. Đi kiểu dương nhân là 5 phút. Hỏi Phương Linh nhỉ, một hôm dẫn Phương Linh đi con đường đấy. Thì dẫn Phương Linh đi đâu? Cái hôm mình dẫn lên nhà mình nhỉ. Ừ, em dẫn đi bộ hồ. Đi bộ hồ. Nhà có chìa khóa cửa chưa? Có rồi. Cái chìa khóa kia này. Có cái chìa khóa kia mở rò. Cửa này thì cần gì mẹ chìa khóa đâu không mẹ? Để chìa khóa vào nhà cho mẹ có gì khóa cho chả. Không kia trở lại. Bảo không thì có trở bao giờ. Cứ bảo trở. Thì có. Ngủ ngủ. Đó mà. Cái này để nó đầu tiên. Thế em hả? Em không quan trọng được bao nhiêu gì được. Không có phải. Tức là tôi cũng đã gọi là đi đâu tắt thì nó chưa tới một tiếng như này. Một tiếng, hai tiếng cỡ. Không có sao. Nghĩa là đừng để ba bốn tiếng rồi. Tôi để cũng chế ngang mà. Lâu. Toàn cái máy không tả làm gì mà chịu đựng được 2-3 tiếng. Cái đỏ này này chịu được 4 tiếng. Thank you.
Buổi sáng vui vẻ, may mắn, mạnh khỏe, xuân sẻ, mọi chuyện.